Aloha cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chương 1 của cuốn sách Trở về không trong hành trình trải nghiệm Ho'oponopono. Chương 1: Gặp rắc rối. Tiến sĩ Hewlett nói, không có cái gọi là bản ngã, chỉ là dữ liệu và dữ liệu. Tôi gửi bản thảo cuốn sách không giới hạn cho nhà xuất bản trong dịp diễn ra khóa không giới hạn lần thứ hai tổ chức ở Maui vào cuối năm 2006. Đây là quãng thời gian hưng phấn với tôi. Cơ bản mà nói, cuốn sách này tự nó viết ra. Tôi đã chắp bút chỉ trong 2 tuần, một tốc độ đáng kinh ngạc. Các cuốn sách khác của tôi đều mất hàng tháng cho đến hàng năm trời để hoàn thành. 2 tuần ư, quả là một phép lạ. Tiến sĩ Hewlett, đồng tác giả với tôi, đã ưng ý sau khi đọc vài trang. Ông nói, siêu nhiên bảo ổn rồi. Tôi thấy rất tự hào. Tại sao lại không chứ? Tôi chẳng hề biết rằng những gì tồi tệ nhất chưa xảy ra. Trong suốt khóa học lần thứ hai ấy, tiến sĩ Hewlett bảo tôi rằng khi cuốn sách ra mắt, mọi chuyện sẽ be bét cho mà xem. Tôi không biết ông nói gì, nhưng tôi không lo lắng. Tôi cảm thấy dẫn dắt và che chở, tinh thần của tôi phấn chấn và niềm tin đang dâng trào. Tôi sẽ tiếp tục thanh tẩy, sẽ không có chuyện gì khiến tôi hoang mang. Tôi đã sai lầm. Buổi đầu tiên trong khóa học, ngay trước bữa ăn tối để gặp gỡ và giao lưu, tôi nhận được một cú điện thoại đầy tức giận từ một tác giả kiêm bậc thầy tâm linh mà tôi xem như thần tượng. Bà đã viết lời ủng hộ bản thảo cuốn sách tôi gửi đến, nhưng dường như chưa đọc cuốn sách. Sau khi đọc, bà đã phản đối về điều đó, và một trong số chúng có đề cập đến bà, mặc dù không hề nêu danh. Khi nhận ra chính mình, bà bực dọc với tôi và đã gọi cho tôi để phản ứng. Tôi không có ý hại ai. Phần nội dung đó bàn đến việc ngay cả những người thành công cũng có những điểm mù và tự chuốc lấy sự nhiễu loạn. Tôi đã dùng bà như một ví dụ, nhưng không nêu tên. Tôi rất ngạc nhiên khi bà thịnh nộ vì bà thường dùng những thử thách trong cuộc sống cá nhân làm bài học giảng dạy cho các cuốn sách của chính mình. Điều đó chẳng phải là một bí mật, nhưng mọi người thường gắn mọi thứ, kể cả những cuốn sách, với các ngụ ý và cảm giác bất an của mình. Bà nhìn thấy một điều gì đó bà không ưng, và thay vì chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì nhìn thấy, vốn là toàn bộ ý niệm của Ho'oponopono và không giới hạn, bà đã phản ứng với tôi. Bởi vì tôi đã và vẫn là một người hâm mộ bà, chuyện này làm tổn thương đến nặng nề. Tôi đã sử dụng bản thảo để không nhắc đến bà nữa, nhưng sự thương tổn vẫn còn. Sau đó, tôi gọi cho bà để giải quyết vấn đề, nhưng tôi vẫn cảm thấy chao đảo. Làm thế nào lại xảy ra chuyện này? Nếu đây là những gì tiến sĩ Hewlett dự báo vào cuốn sách, thậm chí chưa xuất bản, thì chuyện gì đang chờ đợi tôi? Giá mà tôi biết được, rõ ràng là đã có chuyện. Và một khi cuốn sách ra đời, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu be bét. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, cả những người trước đó chưa đọc cuốn sách, vì sách chưa được phát hành, cũng lên án cuốn sách và tôi. Họ nói rằng tôi đã bịa đặt ra mọi chuyện, cả về tiến sĩ Hewlett lẫn câu chuyện ông đã giúp chữa lành cho các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần hình sự Hoa Hoai ra sao. Một số người lên án cuốn sách là không đầy đủ, và những người khác thì công kích tôi về việc đã tiết lộ hết những bí mật trong khóa học về Ho'oponopono. Họ báo cuộc báo họ cáo buộc tôi đã tìm cách đề cập các sản phẩm khác trong trong cuốn sách. Một số còn cho rằng nếu tiến sĩ Hewlett có thật thì ông ta là người điên có thể được cấp giấy xác nhận. Phải nói rằng mọi chuyện quả thật là điên đầu và khó chịu. Làm thế nào một cuốn sách lại có thể khích bác nhiều người đến thế?
nhất là khi nó không những được viết bằng sự yêu thương mà còn dạy về tình thương và sự tha thứ. Trong khi đó, hàng ngàn độc giả đã được chuyển hóa. Tôi đã nhận được các cuộc gọi, thư từ và email từ những người thật lòng tri ân. Họ đã tìm thấy niềm hy vọng, sự chữa lành và cứu rỗi. Quả thật đáng khích lệ. Nhưng những vết thương đâm trên lưng tôi vẫn còn đau nhói. Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa trước khi khá lên. Tôi có một người bạn thân mà tôi đã truyền dạy, trợ giúp, đỡ đần, tư vấn và truyền cảm hứng. Mọi một người khổ sở về tiền bạc. Anh không có nhiều kỹ năng kinh doanh trực tuyến. Nhưng tôi thích con người anh, sự sáng tạo và óc hài hước của anh. Tôi nhìn thấy tiềm năng khi giúp đỡ và làm việc với anh. Tôi đã trao tặng mọi thứ miễn phí để giúp anh có thể tự lực. Tôi giúp anh tạo dựng một doanh nghiệp trực tuyến và một danh sách email các khách hàng. Tôi đã giúp anh về sản phẩm và tiếp thị. Tôi trả thù lao cho anh vì đã giúp tôi trong các sự kiện đặc biệt, ngay cả khi tôi bị lỗ trong việc tổ chức. Anh biết ơn và bày tỏ điều đó bằng cách thường hôn lên má tôi khi chia tay tôi và nói, thương lắm, Joe. Năm 2009, tôi đến Nga để dự một loạt các buổi thuyết trình và mời anh đi cùng. Anh được chu du một chuyến bằng vé hạng nhất miễn phí, còn tôi thì có một người bạn đồng hành. Anh cũng đồng ý giúp tôi trên sân khấu vì nói chuyện nhiều ngày liên tục là một việc dễ kiệt sức. Đó là một giao ước cả hai cùng có lợi, mặc dù cả hai đều e sợ Nga từ bao câu chuyện về các cuộc tấn công hạt nhân mà chúng tôi được nghe khi lớn lên. Nếu nhìn từ góc độ dữ liệu, chúng tôi cũng thu xếp hành trang, chuẩn bị tinh thần và bay sang phía bên kia bán cầu. Chuyến đi Nga không phải là dịp dã ngoại, lịch trình rất khốc liệt, gần như là tra tấn. Vừa hạ cánh, tôi được đưa thẳng đến một chương trình truyền hình tại Moscow mà chẳng kịp tắm tát hay cạo râu. Tôi choáng váng đến độ không nói nên lời, bởi vì theo hợp đồng, tôi biết phải làm tất cả mọi chuyện mà người Nga yêu cầu ở tôi. Tôi tham gia chương trình truyền hình, sau đó cũng trong đêm, tôi ký tặng sách mấy giờ liền tại một hiệu sách. Chương trình không ngơi trong suốt 2 tuần tiếp theo. Mặc dù đi theo trợ giúp, anh bạn của tôi thường ở lại phòng để ngủ, trong khi tôi lại đi ra ngoài để tiếp tục nói chuyện, thuyết trình, dự phỏng vấn, ký sách và làm nhiều việc khác nữa. Tôi không phiền gì, tôi thấy nhẹ nhõm khi anh được nghỉ ngơi, anh xứng đáng được như vậy. Thậm chí việc rời khỏi nước Nga cũng là một chuyến đào thoát khỏi địa ngục. Chúng tôi phát hiện ra thị thực của mình đã hết hạn trước khi chuyến đi kết thúc. Ai đó đã làm sai giấy tờ của chúng tôi. Thị thực du lịch của chúng tôi không hợp lệ. Tôi cảm thấy như chúng tôi đang rơi vào một bộ phim chiến tranh thế giới, như một tình cảnh không có thật. Các viên chức lãnh sự Mỹ bảo người bạn của tôi hãy làm mọi cách để ra khỏi quốc gia này trước lúc nửa đêm. Thật là khốn khổ. Chúng tôi được đi ra ngõ ra. Chúng tôi được đưa đi trên những con đường hẻo lánh, băng qua các trạm quân sự ở Nga, liên tục xuất trình hộ chiếu và cuối cùng được thả xuống trong rừng ở Phần Lan ngay trước lúc nửa đêm, chỉ vài phút trước khi thị thực hết hạn. Chúng tôi vẫn phải đến Helsinki và tìm chuyến bay mới để trở về Hoa Kỳ, một khoản tốn kém lớn cho tôi. Ôi chao ơi, câu chuyện thật trần ai. Nhưng chuyện đó vẫn chưa phải tệ lắm. Khi chúng tôi về đến nhà an toàn, người bạn của tôi đã bị khủng hoảng. Trong vòng 72 tiếng về sau, anh đã gửi cho tôi một bức email với một loạt hóa đơn các khoản kê bất ngờ và hoàn toàn thêu dệt về công sức trong 2 năm trước đó. Mọi việc anh đã làm miễn phí cho tôi với tư cách bạn bè hay tri ân tôi đều được nêu trong hóa đơn. Anh nói rằng tôi nợ anh và nợ rất nhiều tiền, tôi không thể tin nổi. Mặc dù chưa bao giờ thỏa thuận sẽ trả thù lao cho anh về chuyến đi Nga,
Khi sang đến đó, tôi cũng đã hứa sẽ cho anh ta một khoản. Tôi không hề được thanh tẩy đầy đủ cho công việc ở nước ngoài và tốn đến 10.000 đô la để cả hai có thể bay về về nhà vào phút chót. Tuy nhiên, sự trợ giúp của anh ở Nga đã giúp tôi chịu được trước áp lực công việc. Tôi định tặng cho anh một chiếc xe mà tôi biết rằng anh yêu thích như một món quà bất ngờ. Thế mà anh đã giận dữ với tôi trong vòng chưa đầy 3 ngày sau khi trở về, khiến tôi chưng hửng. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi bị chấn động đến tận tâm can. Tôi không thể hiểu được hành vi của anh. Tôi đã tìm cách gặp anh. Tôi gọi anh. Tôi để lại thư thoại. Tôi nghĩ rằng nếu cùng ngồi xuống để nói chuyện, chúng tôi có thể hình dung ra điều gì trục trặc. Có lúc tôi đã ngỏ lời trả thù lao cho anh để mối quan hệ được yên lành. Anh viết một cách tức giận. Hãy quên đi. Anh tiếp tục trút giận, viết những điều khủng khiếp về tôi trên mạng. Anh viết riêng cho những người tôi biết, thậm chí cả nhân viên của tôi, nhằm lôi kéo họ về phe của anh để chống lại tôi. Hành động của anh đầy đủ thủ đoạn xấu xa, quỷ quyệt, nham hiểm nhằm hủy hoại thanh danh của tôi. Không có cách nào lột tả được hết được nỗi đau qua sự việc này. Cứ như ta thức dậy và phát ra người bạn đời và người bạn chí cốt đã mất đi hoặc mất đi. Tôi đau buồn, tôi tổn thương. Làm thế nào mà người bạn thân thiết nhất của tôi lại có thể hành động một cách độc ác và lạnh lùng đến như vậy? Tôi không hiểu. Có phải là chuyện tiền bạc? Có phải anh ta vứt bỏ một tình bạn, một quan hệ cộng tác kinh doanh, một giao ước tâm linh chỉ vì tiền bạc? Tâm linh nằm ở đâu? Ho'oponopono mà tôi đã giúp anh học nằm ở đâu? Con tim của anh nằm ở đâu? Điều trớ trêu là chính do anh mà tôi đã quan tâm đến Ho'oponopono. Anh đã nghe một câu chuyện và đọc một cuốn sách và kể lại với tôi. Anh không hề biết Ho'oponopono là gì. Tôi thấy đề tài này hấp dẫn và muốn tìm hiểu nhiều hơn, nên đã bắt đầu truy tìm xuất xứ câu chuyện về nhân vật và sự việc trong đó. Cuối cùng, tôi đã được dẫn dắt đến gặp tiến sĩ Hewland và viết cuốn sách Không Giới Hạn. Tôi nghĩ bạn tôi hiểu về các nguyên tắc về trách nhiệm cá nhân, tình yêu và sự tha thứ. Dù gì, tôi cũng đã trả phí để anh tham dự khóa học Ho'oponopono đầu tiên của anh trong đời. Nhưng khi chạm vào khía cạnh nhạy cảm, từ vết thương của chuyến đi Nga hay từ điều gì đó, anh đã không chịu trách nhiệm. Anh đổ lỗi cho tôi và đã đi quá xa. Trong Ho'opono, người ta gọi thể loại trả đũa này là Ino, có nghĩa là hành động cố ý làm tổn hại. Ino có nghĩa là hành động cố ý làm tổn hại, thù hận. Đó là một trong những tội lỗi nghiêm trọng nhất có thể tưởng tượng. Và anh đã từng làm điều đó với tôi. Tôi đã thanh tẩy, cứ thanh tẩy và thanh tẩy. Tôi nhìn vào sự can dự của mình trong tấn kịch này ở cấp độ năng lượng, cố gắng để hiểu làm thế nào tôi lại thu hút nó. Tôi biết cuộc sống của chúng ta đan xen với nhau. Chúng ta là một vũ điệu của năng lượng. Chúng ta có điều gì xảy ra trong chân không? Bạn tôi và tôi đã cùng chia sẻ một chương trình vi sút của tâm trí. Tôi đã làm hết sức để nhớ lại tất cả những gì tiến sĩ Hewland từng dạy tôi, để biết cách thoát ra duy nhất là thanh tẩy và thanh tẩy. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn cho anh, bạn của mình. Tôi bắt đầu hiểu rằng bằng cách nào đó anh đã thu nạp một chương trình khống chế tâm trí của anh. Tôi biết anh từng có những cơn xung đột với gia đình và bạn bè trước kia. Tôi đã từng chứng kiến những câu chuyện đó. Có điều không bao giờ chuyện đó xảy ra đến với một mối quan hệ của chúng tôi và nhắm vào tôi. Cứ như có một chương trình đã chiếm hữu và sai khiến anh. Tôi muốn giúp anh, chữa lành cho anh bằng cách nào đó. Tôi đã không ngừng thanh tẩy để xóa sạch chuyện này trong tôi. Hy vọng nó cũng đã được xóa sạch bên trong anh.
Trong thực tại, theo Ho'oponopono, đó không phải là chuyện của anh, đó là chuyện của tôi. Đó là chuyện của tôi khi nhìn thấy bạn mình đối xử với mình như vậy. Không phải đó là chuyện của anh ta, mà đó là chuyện của diện của bản thân chính mình. Nếu ai đó có quyền cảm thấy mình là nạn nhân thì đó chính là tôi. Nếu ai đó có chứng cứ rằng người bạn đã phản bội mình thì đó chính là tôi. Tôi vẫn còn giữ các email liên lạc giữa chúng tôi và các email từ những người anh đã liên lạc chứng tỏ mọi chuyện anh đã làm, cả công khai lẫn riêng tư. Một người khác có thể dùng tất cả những thứ đó để phản đòn, tôi thì không. Như tiến sĩ Hewland thường dạy tôi, chẳng có cái gì ngoài kia cả, tất cả đều ở bên trong. Tôi đã buộc chính mình phải nhận trách nhiệm hoàn toàn cho mọi thứ bạn của tôi đã làm, tìm kiếm chương trình bên trong tôi, và chúng tôi đã tạo ra, thu hút, thị hiện thành toàn bộ tấn tuồng này. Bạn tôi đã rời đi nơi khác, khiến tôi cảm nhận anh muốn làm lại từ đầu. Có phải anh đã tạo ra tình cảnh ác mộng này để cắt đứt quan hệ làm ăn với tôi? Tôi đoán anh có vấn đề tiền bạc. Có phải anh cần một vật tế thần? Nếu vậy, chắc chắn là mục tiêu thích đáng. Tôi nói ra điều này không nhằm đổ lỗi cho anh, bởi vì đổ lỗi không phải là cách của Ho'oponopono, mà để thấy tâm trí con người luôn cố gắng ra sao để biện minh cho sự phi lý. Tôi không biết mình nghĩ đúng hay sai về động cơ của anh, mà điều đó cũng không thành vấn đề. Vấn đề thực sự ở đây là tiến sĩ Hewland đã nói đúng, mọi chuyện đã be bét. Tôi đã làm gì để xử lý cuộc khủng hoảng đã được kích hoạt bởi chương trình chung trong anh và trong tôi? Tôi không làm gì cả. Tôi không thuê luật sư và liên hệ với bất kỳ cơ quan chính quyền nào. Hành động đó không có cảm giác yêu thương và tha thứ như Ho'oponopono thực sự. Thậm chí, dù anh bạn của tôi đã làm một chuyện tệ hại nhằm hủy hoại thanh danh của tôi, mà thậm chí tôi còn tổn thương nặng nề hơn vì anh đã hiểu rõ về việc nhận trách nhiệm hoàn toàn và thanh tẩy, tôi cũng đã không trả đũa. Thay vào đó, tôi thanh tẩy. Tôi cảm nhận được nỗi đau thấm thía của mình, sự phản bội và sự bất công, và tôi dâng trọn cho siêu nhiên. Tôi áp dụng chính quy trình mà tiến sĩ Hewland đã dạy. Tôi nhận trách nhiệm, tôi gánh lấy hoàn toàn hoàn cảnh. Tôi đã không nói ra bất cứ một điều gì tiêu cực, và tôi chỉ chia sẻ câu chuyện trong lúc này để có một bài học lớn hơn tôi sắp được trình bày. Tôi đã đón nhận tấn tuồng vào bên trong và tôi đã thanh tẩy. Tôi đã áp dụng một hình thức Ho'oponopono cao cấp mà tôi chia sẻ sau với các bạn trong cuốn sách này. Sự kết hợp tất cả những phương pháp ấy rốt cục cho phép tôi phóng thích năng lượng từ sự nhận thức về người bạn trước đây. Tấn tuồng lắng dịu, anh dừng chiến dịch bôi nhọ, cát bụi lắng xuống, cuộc sống lại tiếp tục. Việc kinh doanh vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có điều không có anh trong cuộc sống. Tôi vẫn nhớ mối quan hệ thân tình đã có, nhưng tôi thà được tự do hơn phải phát điên. Thật thú vị, anh đã liên hệ với tôi trong khi tôi đang viết cuốn sách này để hỏi liệu tôi có muốn tổ chức một khóa học Ho'oponopono cùng anh. Đó có phải là một dấu hiệu cho thấy sự thanh tẩy của tôi đã có tác dụng và chúng tôi giờ đây đã an hòa? Vâng, nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị của anh. Anh là quá khứ và tôi đã dọn dẹp sạch nó đi qua. Tôi thương anh, tha thứ cho anh và cầu chúc cho anh những điều tốt lành. Chúng ta hãy đi về phía trước. Bài học lớn ở đây là gì? Hãy hiểu rằng tấn tuồng này không hề là lỗi của bạn tôi, cũng không phải là lỗi của bất kỳ ai. Không ai là người có lỗi. Nguyên nhân là một chương trình. Đây cũng là điều thiết yếu phải hiểu. Tôi đã nhận toàn trách nhiệm đối với chương trình mà tôi nhận thức được trong chính bản thân mình. Khi tôi thanh tẩy chương trình đó, hoàn cảnh được giải quyết. Đó là một bài học trước tiên. Đó là lý do tôi chia sẻ câu chuyện này.
Ngay cả với tác giả và các đạo sư, vấn đề cốt lõi là thực hành Ho'oponopono để xóa các chương trình, ký ức và dữ liệu khác hầu trở về lại với trạng thái yêu thương tuột thuần khiết. Như tiến sĩ Hewland vẫn thường nói, tôi có mặt để chỉ để dọn dẹp. Như bạn sẽ thấy qua sách này, cuộc sống luôn đưa bạn đến những thách thức, đó là bản chất của cuộc sống. Bí quyết để thoát khỏi ngục tù là thực hành Ho'oponopono. Trong khi tâm niệm bốn mệnh đề, thương lắm, tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, ta đã xóa được các chương trình, niềm tin bên trong mà không hề nhận biết, làm cho chương trình cuộc sống dễ dàng hơn. Ta càng thanh tẩy, ta càng xóa nhiều dữ liệu và đến càng gần hơn với siêu nhiên, tức là zero. Có thật dễ dàng như thế không? Phương pháp này liệu có tác dụng luôn luôn? Tại sao cuộc sống dường như cứ tệ hại rồi mới trở nên tươi đẹp? Hãy đi cùng tôi và chúng ta sẽ dấn thân sâu hơn vào cuộc phiêu lưu này. Vậy là đã hết chương 2. Các bạn hãy chờ trong các chương tiếp theo để chúng ta sẽ có một dạng quy trình mà tiến sĩ Hewland đã dạy tác giả để những thanh tẩy những cái điều tồi tệ. Có mà tác giả nói là gì? Có những cái chương trình nó hàn sâu ở bên trong. Có những cái chuyện nó rất là tồi tệ đến với tác giả, đúng không ạ? Mà tác giả đã phải bị công kích từ nhiều phía đến với mình. Và tác giả đã thanh tẩy, tự chịu trách nhiệm vì chính bản thân mình và đã tiếp tục thanh tẩy và đã đón nhận những tấn thường vào bên trong và lại tiếp tục thanh tẩy. Và rồi thì các công việc kinh doanh nó vẫn diễn ra bình thường và mọi chuyện đã lắng xuống, cát bụi lại lắng xuống, đúng không cả nhà? Và vậy thì những cái vấn đề này chúng ta sẽ thấy ở trong những chương tiếp theo để chúng ta bí quyết để thoát khỏi cái ngục tù này, đó là chúng ta dùng phương pháp Ho'oponopono như thế nào cả nhà nhé. Chúng ta hãy đặt những câu hỏi, đúng không? Có thật dễ dàng như vậy không? Phương thức này liệu có tác dụng luôn hay không? Tại sao cuộc sống dường như cứ tệ hại rồi mới trở nên tươi đẹp? Tại sao cuộc sống này cứ tệ hại rồi mới trở nên tươi đẹp? Hãy hỏi những câu hỏi xứng đáng để chúng ta đi tìm những câu trả lời. Hãy đặt ra những cái câu hỏi cả nhà nhé, trong cuộc đời mình. Không phải là chúng ta đi cố gắng để đi trả lời các câu trả lời, mà chúng ta hãy đi hỏi các câu hỏi để cho cuộc sống chúng ta thăng hoa, chúng ta đưa về trạng thái zero cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong chương 2.